Thực phẩm giàu magie giúp bảo vệ mạch máu khỏe mạnh. Khoa học đã chứng minh một chế độ ăn giàu magie có lợi cho sức khỏe về nhiều mặt, trong đó có hạ huyết áp và giữ cho mạch máu khỏe mạnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, magie là một chất khoáng đa lượng có vai trò rất quan trọng với nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Magie có thể thay thế canxi trong quá trình khoáng hóa tạo xương, tích hợp các chất khoáng, định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể. Bạn nên bổ sung magie thông qua thực phẩm tự nhiên thay vì thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm tăng cường, vì thực phẩm tự nhiên cung cấp thêm chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thực phẩm giàu magie bao gồm 1. Rau và trái cây có magie. Rau chân vịt, cải kêu và các loại rau lá xanh khác, chuối, quả me, khoai tây có vỏ, đậu bắp, bông cải xanh. 2. Ngũ cốc nguyên hạt có chứa magie, ngũ cốc nguyên cám, mầm lúa mì, hạt diêm mạch, gạo lứt. 3. Các loại đậu, quả hạch và hạt có chứa magie. Những lựa chọn thay thế thịt này cũng là nguồn cung cấp magie tốt. Đậu mắt đen, đậu xanh, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, hạch nhân, hạt điều và các loại hạt khác. Hạt bí ngô, hạt lanh, hạt chia và các loại hạt khác. Đậu phộng và bơ đậu phộng. Thịt và gia cầm không có chứa nhiều magie, nhưng bạn có thể tìm thấy nó trong đậu nành, phô mai và sữa chua.